con đang hát đi. Con cứ hát nhép bình thường đi, để chú quay cho. Nhảy đi con, nhảy đi. Rồi nhảy đi, nhảy múa đi. Con nhảy ừ đó. Con nhảy con múa giống như con đang hát rồi đó. Và một diễn viên nhí tương lai của dòng điện ảnh nha cả nhà. Đây phía sau này cả nhà, sau cái thang này. À, khi mình muốn ra một MV của chị, mình suy nghĩ mình đạo diễn là mình làm những cái rất là đây tất cả các anh em đây đều có dây hết nha cả nhà. Hello cả nhà. Đây là tăng vật 79 ha, đạo nhân vlog nha. Đây là Phúc Thang ha, còn đây là Tinh Ba Mẹ. Anh vợ Thiện nha. Bên kia là Tâm Sĩ Phố nha, Tâm Sĩ Phố ơi. Ồ, anh em được, mỗi người có một dài hết nha cả nhà. Nhà này YouTube có dài hết á. Đóng cái dài cực kỳ khó luôn á. Vậy không hả? Ừ, vậy có đóng giờ quần chúng á, khó ghê luôn á. Ngồi mà không đúng là đừng nghĩ cũng la rồi đó. Ngồi phải đúng tư thế. Nói chung giờ quần chúng nó khó lắm cả nhà. Giờ muốn biết làm sao, mấy giây quần chúng nó khó thì chúng phải tới diễn diễn là diễn thôi. Anh nào mặc là đưa ra sau cùng hết ha. Ừ, quá bị đi. Thì ra sao chót tại vì con năm nay nhiêu tuổi cũng thấy em, thấy anh em kia hết trơn. Bắt 8 tuổi ảnh đi ra làm sao. Để thấy ảnh thôi. 8 tuổi rõ lắm. Ảnh ra sao vẫn hay ảnh mà. Ở chứ mạnh nó đứng giữa là không có thấy được mấy anh em kia. Cổ vậy đó. Tại em biết không, đóng dài quần chúng nó khó vậy mà. Nếu mà đóng cái dài mà bưng cái thùng thấy là... Anh biết thùng gì không? Hả? Thùng cuốn điếu. Thùng cuốn điếu hả? Ờ. Đóng cái đó khó lắm á. Bởi cái thùng cuốn điếu nó nặng quá, đưa đi. Húp 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 về. Các diễn viên rồi nha. Đây là đầu là và đây là diễn viên tăng mật bị chết. Đây là diễn viên không nhân viên. Bé Phương Anh. Bé Phương Anh này, nó 8 tuổi rồi cái gì. Vô chưa, vô chưa, còn nhìn chúng còn có cách xiền, còn như vậy có đồng của diễn nha. Ok, rồi diễn của hai một người diễn đó, đồng của là tôi cần cho cận mặt từng người đó. Ừ, ơi bà bãi màu bà ngồi trong kia cô chú anh chị ơi. Bà bãi màu à, trời ơi. Đang quay hả? Em đang quay. Trời, cái gì mà quay tôi vậy? Trời đẹp. Trời ơi, em rờ cái da bả màu á, trời ơi, em màu. Bả về ngày mới. Chị bả màu, chị lông gì nhiều mày chị bả màu. Bả đi quá lòng mấy em. Trời ơi, tóc tai ghê. Như con kẽm. Đó, chị ba màu nè, cưng thiệt, nhìn mặt chiếc ảnh cưng thiệt. Ừ, chị ba màu. Trong cái bạc mà nhắc là đẹp đó. Ở ngoài hết rồi hả? Ở ngoài hết rồi sao vô đây? Em không? Ở ngoài hết nhiều cái mình thấy giống, giống đi quá. Trời ơi. Sao vô? Đi bớt chứ mình yêu lộ quá. Mình không có vợ, mình thấy chỉ cảnh cái mà muốn có vợ luôn thôi. Quá trời. Cái dòng ngọt quá bự. Vì nhân nói lại nha. Em chưa có vợ mà em muốn có vợ luôn á. Dòng ngọt. Cái dòng ngọt của chỉ cảnh nó quá bự anh. Trời ơi.
là muốn cho em sợ, cho anh sợ thử được không em? Không được. Hàng này chỉ được chồng người ta sợ thôi. Anh sợ vô đó hư hàng hết, nó có mùi anh hiểu không? Xin sợ, em sợ nó bể đó. Ơi, hàng cũng bể nữa hả? Rồi. Hồi nãy anh quên nói à. Ui giời. Hồi nãy anh quên nói anh Huy Lê xin một miếng sữa. Nó có bể mà sạch sữa nó sạch ra luôn. Ấy, nó bự quá nó bị sữa. Thôi nhé nhé thôi cả nhà. Để cho nó hấp dẫn. Đang make up. Sáng giờ thêm bộ buồn sáng giờ. Hả? Ngất tay luôn. Anh đi ra được dựng tay ra nha. Mấy anh còn đi tới luôn. Đây là cái tay nha. Dựng tay luôn mà. Điểm quá nhiều những cái dựng tay. Là đạo diễn là luôn hái cái MV này trong cô chú chị rất là khi mà sản ra thành một cái MV một bộ phim gì đó cô chú chị rất là thời gian công phu rất là lâu để luôn à rộng lên lấy cái đèn cho làm lấy luôn miếng thì miếng ngái nữa không là bấm máy nói nha là quay cái này quá cái nón nó đi cho đẹp. Ừ, bỏ nó ra bỏ nó ra đi coi. Anh chơi anh tí ơi, bắt đầu nha. Chơi tôi. Cùng dây biết cơ, mấy ông biết chưa? Rồi. Biết rồi, biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Em là con bé anh ơi. Nghe đó đây, cái này để rồi. Đi ra gặp chú chúng ta đi. Chưa. Rồi, hát xong đi. Quá ảnh làm quá rồi. Em lên thành đẹp không gì? Có đẹp.
con thì ok. Bé Phương Hình rất là dễ thương nha mọi người. Máy nó vô nó bụng.